Xin chào khán giả đã theo dõi kênh YouTube Báo Bóng Đá. Đây là những hình ảnh về buổi lễ ký hợp đồng của Quang Hải với câu lạc bộ Công an Hà Nội và hợp đồng của Quang Hải với đội chủ sân hàng đấy sẽ kéo dài đến năm 2027. Và theo một số thông tin mà Báo Bóng Đá có được thì giá trị của hợp đồng này sẽ tương đương là 9 tỷ mỗi năm, tổng cộng là 27 tỷ. Đây là các thành viên của câu lạc bộ và ban lãnh đạo Công an Hà Nội đã có mặt để chứng kiến buổi lễ ký hợp đồng mới của cầu thủ sinh năm 1997 với đội bóng ngành Công an. Ở sự kiện này thì đồng hành Quang Hải còn có gia đình Quang Hải là bố và mẹ, anh trai và chị dâu của Quang Hải. Phát buổi tại sự kiện, Phó Chủ tịch Trần Văn Hùng thay mặt cho câu lạc bộ Quang Hải Hà Nội bày tỏ một cái niềm vui lớn khi đội bóng đã giữ chân được một trong những ngôi sao hay nhất của bóng đá Việt Nam lúc này. Đồng thời thì ông Hùng cũng kỳ vọng là sau 3 năm nữa, dù gắn bó tiếp hay không có gắn bó với câu lạc bộ Quang Hải Hà Nội thì Quang Hải vẫn sẽ đồng hành với đội bóng ngành Công an trong một vai trò nhất định. Thậm chí là theo ông Hùng, phía ban lãnh đạo Công an Hà Nội hoàn toàn có thể hỗ trợ tối đa cho Quang Hải có thể gắn bó trọn đời với đội bóng ngành Công an, bởi vì Quang Hải có những phẩm chất rất chuẩn mực của một chiến sĩ công an thực thụ vậy. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe xem Quang Hải đã nói gì trong cái ngày đặc biệt này. Ban lãnh đạo cũng như anh chị và phóng viên báo chí, hôm nay thực sự là một ngày nói là rất hạnh phúc vì em Quang Hải tiếp tục được gắn bó, tiếp tục được thi đấu dưới màu áo của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ở đây em nghĩ là đây là một sự ghi nhận của ban lãnh đạo đối với bản thân em để tiếp thêm cho em những cái nguồn động lực để tiếp tục cố gắng nỗ lực hơn nữa ở những mùa giải tiếp theo và còn ở tương lai nữa. Thì với cá nhân em thì với những mục tiêu của cá nhân em thì em muốn là đóng góp nhiều hơn nữa, thật nhiều, không ở khía cạnh, không chỉ ở khía cạnh chuyên môn, những khía cạnh bên ngoài, mà để làm sao được giúp ích được nhiều hơn nữa, đem lại nhiều những thành công, những thành tích đáp ứng được sự kỳ vọng của ban lãnh đạo cũng như là người hâm mộ của đội bóng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với hình ảnh quan trọng nhất của buổi lễ, đó là lễ ký hợp đồng mới của Quang Hải với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Người bên tay trái Quang Hải là ông Nguyễn Mạnh Cường, giám đốc điều hành của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Cũng xin được bổ sung thêm là phía Công an Hà Nội cũng rất mong muốn giữ chân Quang Hải để mục đích khiến anh trở thành một biểu tượng mới của đội bóng ngành Công an. Trước đây nhiều người đã từng coi Vũ Minh Hiếu bây giờ rất có thể Quang Hải sẽ tiếp bước cựu danh thủ Nguyễn Minh Hiếu để trở thành một huyền thoại mới của đội chủ sân hàng đẫy. Thành phần không thể yếu trong câu lạc bộ. Thank you.
tươi thắm ạ. Một bó hoa tươi thắm để dành tặng. Thời gian tới Linh Hải sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Nhìn vào ông kính máy ảnh và máy quay ạ. Cảm ơn mọi người. Và những hình ảnh này cũng thành cho lời kết trong video. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo trên kênh YouTube Báo Bóng Đá.